Nông nghiệp thông minh thời kỳ biến đổi khí hậu, những kỹ thuật then chốt giúp cây trồng thoát mặn, giải phèn, chống hạn, thích ứng với thời tiết bất lợi. Nhà khoa học, doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân để lùi nỗi khó, bảo vệ mùa màng. Năm 2020, cùng với những kiến thức canh tác thông minh hữu ích, nhà nông còn có thêm cơ hội trúng thưởng phần quà trị giá 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình. Chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào lúc 17h15 phút đến 17h35 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9, Đài truyền hình Việt Nam.